Xin chào tất cả các bác nha. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Hoàng Hiền. Hiện tại bây giờ thì đang là buổi tối các bác ạ. Hoàng Hiền thì đang có mặt tại nhà anh Thảo. Đấy. Mấy anh chị em thì đang chế biến món ngon này. Hôm nay là hai nồi cháo nha. Cháo chai chai. Đấy. Ẩm thực quê hương cùng với lại mấy anh em. Đấy. Bà gái mà dạo này váy viếc tung bay ghê đó. Váy tung trời luôn. Chị gái ơi, mai ra đây mang lọ son này em thử với nhá. Đấy. Em còn chưa biết son phấn là gì trong đời được trang điểm đúng một lần này, lần đi lấy chồng này. Mỗi lần cô dâu đúng không? Còn lại không biết son bao giờ đúng không? Còn không biết bao giờ, không biết tí phấn hay son nào bao giờ. Ấy, ngon chưa? Được đấy, săn săn đấy chị, được đấy, ok đấy. Cứ đôi, mỗi hồi nữa. Đấy, này nhiều rồi. Này chén thì nhất tỉnh luôn, không còn gì ở trên nữa. Ăn thoải mái, tẹt bô hai nồi. Đấy. Ngon chưa? Đây chị đảo đeo. Đấy, ngấm ở dưới. Đấy. Hơi đặc. Thế này là vừa. Phải có tí. Phải có tí nước mới năng loãng đỡ bỏng. Hấp dẫn đấy. Ai nhỉ? Lại son rồi. Được đấy nhỉ? Chào các bác đấy. Chào các bác chị. Giờ gọi là gái gì mới đúng? Gái trẻ, gái đổi đời. Gái đổi đời à? Gọi gái già không được à? Không. Gái xinh đẹp. Gái xinh đẹp rồi. Xinh đẹp à? Còn giờ anh Thảo không? Có, vẫn giận. Vẫn giận. Anh ấy chưa khen xinh à? Chưa. Thế tí anh khen xinh thì có hết giận không? Hết giận luôn. Hết giận luôn à? Được. Hát bài đi. Hả? Làm bài đi, ngại ngùng gì? Không hát à? Không. Trời ơi. Này đánh phấn phát gì khác ngay nhỉ? Ở đây anh Thảo cái này. Chưa hết giận. vẫn giận à? Được. Thằng Thành nhà này tập trung ôn thi tốt chứ? Đạo viên con ôn thi tốt nha. Tí về lại bảo nó học cái nhá. Học hành mạnh nhá. Cố gắng học hành nhá. Đợi tí quánh chén hai món ngon. Xin lỗi các bác, hai nồi ngon. Chị gái bác này lên trên cho nó nóng nóng. Nồi rồi, nóng rồi đi. Cho nóng. Bác này. Đây bắt đây bắt đây bắt đây bắt đây đặt đây nào. Đợi đồ này tí. Đấy, bắn thêm tí. Rồi ok. Đấy, cho cái vung vào đi. Cho vung đi. Đấy. Cho mấy cái củi bên này sang. Đấy, nhà anh Tuân sáng chưa? Sáng rực à. Đây nồi này cho mạnh này, nồi này là sau này. Nồi kia trước là chín này, sụi này ok. Rồi các bác ơi, xin mời các bác nha, ăn cháo cùng với mấy anh em. Thôi bà em không ăn cháo. Mời các bác ăn cháo nha. Mời các bác ăn cháo nha. Ok, ok. Rồi, ok. Rồi, chén đi, chén đi. Đúng rồi. Đủ với bạn chưa? Đủ rồi đúng không? Ăn đi. Ăn đi anh em ăn đi. Bữa nay rực rỡ hết nhỉ? Sáng nhất đêm nay. Ở đây có chị gái nổi nhất rồi. Nổi như cồn này. Mai mang ở đây ăn xin ít. Xin phần nào ạ? Hình như đây có mỗi bà gái mới đánh. Mỗi chị đánh này. Lần thứ tư, thứ năm rồi đấy. Nhiều lần rồi. Thứ tư cái gì? Một lần lên nhà bà con đi hoan. Một lần lên nhà anh Sâu. Bốn lần. Bốn lần à? Lên nhà anh Sâu mấy lần? Lên nhà anh Sâu
4 lần. Đánh mấy lần? Lên đến chỗ. À. Lên đến chỗ đánh cũng 1-2 lần. Thế 2 lần à? À. Vẫn chỉ như ý gửi cho đấy chị. Ừ. Chờ nè. Ăn đi Hiếu ăn đi. Thế nào Thành? Ngon không? Ngoan rồi nhá. Chỉ có màu hành bây giờ. Một gái này điệu đà hết nhỉ. Điệu đà đấy. Ê mẹ nhìn thấy mẹ xinh gái. Chị Thành chị cười kìa. Anh cứ khen đi. Tối anh ngủ ngoài ở ngoài giường ngoài. Hả? À, có khi nào không? Hả chị Thành? Có bao giờ cho anh Thảo ngủ ngoài không? Hả? Ai à? Ừ. Thảo uy tín vết nhỉ? Khen thì khen nhưng mà là em út của chị thôi. À. Em út? Ai là em út? Thảo này. Hả? Thảo này. À. Em út là gì hả? À, có nghĩa là... Em út là em trai. À. Có nghĩa là khen sinh thì vẫn khen sinh. Ừ. Nhưng mà là em của chị thôi. À. Chứ không phải cho ra ngoài đúng không? Ừ. À. Được. Biết chữa cháy biết này. Chú ăn đi. Hả? Chị ăn đi. Em tí em chén vào đời. Mơ cho Thành nhỉ? Cháo trùng trục, cháo trai trai. Ngon chưa? Trai trai chứ. Nguyên con, rất ngon. Muội chưa Thành? Muội chưa? Ừ, vẫn mỏng à. Thế muội với ba này bây giờ. Ăn uống nho nhã bây giờ. Ngửa cao mặt đấy. Đấy, ngồi thẳng như mẹ kìa. Nhìn ra phía xa, hiểu chưa? Nho nhã, bình tĩnh. Thằng kia khóc ghê đấy. Ăn do ra ngoài chơi để mẹ ăn. Khóc ghê không? Ừ. Bình An cũng chưa tự xúc được, phải tự phải bón à? Xúc được ấy, nhưng mà nó bỏng chưa ạ? Bỏng. À. Dính mồm kìa. Lau mồm nó kìa, cầm kìa. Cầm là Bình An kìa. À. Muội là chén nhanh đúng không? Cứ bình thường tối này này, hôm nào mà chị nó công chí nó hai thằng kia này với lại con nhà Thành bốn nào ba bốn nào ngồi ăn với nhau, ông này bao giờ hết chưa chạy về chưa, nó có bạn với nhau không? Bạn nó chén mạnh này. Bọn trẻ con này, bà gái nhà này mỗi bữa ăn 10 bát, chị mỗi bữa ăn 10 bát cơm 2 bát à? À, thằng Thành ăn mấy bát hả? Mỗi bát thôi à? À, yếu thế. Là nhau rồi. Một gái này sờ tai này át. À. Sau là đánh trên mặt, đánh cả dưới nữa. Nó mới đều. Hả? Nó mới đều. Không thì hả? Trên mặt. Em tưởng em thấy người ta đánh cả dưới chân nữa mà. Hả? Thì bình thường người ta nhìn, ví dụ nhá, người ta nhìn ở trên mặt nó trắng nhưng dưới chân người ta phải trắng, hiểu không? Nhưng chị như này đang chưa cân xứng mấy. Hả? Hả? Chê quá. Đâu em đang tôi thấy người ta đem thắc mắc này. Chị đánh trên đây đi, chị vẫn đang sửa tắm này. Hả? Chị vẫn sửa tắm này. Ai ở thế à? Không, bà gái này thật đó. Đôi lúc thì hâm hâm tí. Đi dùng cả sữa rửa mặt. Ai là khen vết nhỉ? Thật nào ra ăn vịt đấy nhỉ? Trong nghìn đồ rơi vào mặt à? Ai à? Nói là khẹt phết nhỉ? Thế là mua ai cho hay như nào? Chị trả
cho. Chị gái cho hả? À, 100.000 nọ à? Ừ. Đấy à. Được đấy nhỉ? Ừ. Chịu bà gái này nhất anh Thảo mà chơi bà gái em buồn cười này. Chưa ăn đi. Ăn đi, ăn đi. Bà gái người ta bảo gì anh Thảo? Vâng. Vẫn giận à? Ken sinh ở đây. Bà già quý đúng đây. Yeah, điên quý nữa. Lâu. Trời ơi, ai thế? Hả? Bơm hôm nó vừa đâu. Bơm hôm lại cho ông ăn quỳ. Xá đến đầu gối rồi. Điên rồi, có trẻ con đâu mà quỳ. Có trẻ con đâu mà quỳ. Hả? Quỳ lại cho phải xin lỗi. Yeah. Bà gái nhà này ga ra trò vết nhỉ? Ừ. Nhưng bà này trêu rồi. Đi cùng Hoàng Hiền nhiều nó bắt đầu biết tiêu tếu nhiều rồi. À, nhanh nhẹn bao nhiêu nói nhiều. Bà gái mình vẫn nhớ là trước các bác tặng quà xong mình cứ đợt cắt cỏ bãi cỏ cạnh bờ sông. Rồi, chị gái cảm ơn đi, lắc đầu. Thành cảm ơn đi con. Mình vẫn nhớ không Thành? Ra thì chả cảm ơn được, ra trò à? Ra trò à? Thế chị cứ từ cảm ơn em này. Chị cảm ơn chú Hoàng Yên. Ờ, như cảm nào nữa? Như nào nữa? Ờ, tiếp tiếp. Dạy học thật tốt. Ờ, gì nữa? Bây giờ chơi cho các bà con đi chơi. Ờ, gì nữa? Thế thôi. Mỗi thế thôi à? Sao? Hồn nhiên như cô Tiên. Chỗ Hương Long ăn đi nghịch cái gì? Hả? Dạ, ăn đi, chén đi, nghịch cái gì? Hôm nay phải ăn đi nhá. Cứ bình tĩnh nho nhã hiểu chưa? À. Nho nhã thôi. À. Ây, cấp cứu đâu mà. Cú ầm này. Nghe tiếng này là sợ. Con người quý trọng sức khỏe. À. Có sức khỏe là có tất cả, làm nên tất cả. Đấy. À. Các bác thấy gia đình quây quần đầm ấm thì nó có vui không? Đầm ấm yên vui bao nhiêu? Vui vẻ. Những lúc mà khỏe mạnh, có sức khỏe. Qua đây Hoàng Hiền cũng cảm ơn tất cả các bác, các quý vị khán giả cũng như các mạnh thường quân trong suốt thời gian vừa qua đã theo dõi video, chia sẻ, đăng ký kênh, gọi điện, nhắn tin, comment, động viên Hoàng Hiền rất nhiều và giúp đỡ bà con rất nhiều. Đấy. Không biết nói gì, cảm ơn các bác rất nhiều. Chúc các bác cùng gia đình có thật nhiều sức khỏe. Đấy. Sức khỏe và thật nhiều sức khỏe. Đấy. Hạnh phúc và thật hạnh phúc. Đó. Cảm ơn các bác rất nhiều. Cảm ơn các bác nhé. Ok. Ăn đi. Ăn đi, em đang cảm ơn. Ăn đi. Anh em cứ chén đi. Chén mạnh nhé. Cố gắng bảo ban nhau, động viên nhau làm ăn, chăn nuôi phát triển kinh tế. Đấy. Như là bà gái đàng đà này đang phát triển rất tốt, bò béo, lợn béo. Đấy. Rất tốt. Nhưng mà chưa được bán đâu nhá. Bà cũng nào bán phải gọi em nhá. Lại lên lại thấy bán từ đời nào này. Chết đấy. Không gọi chú thì chị biết giá nào. Không gọi em thì em thu hết lợn. Đó. Bắt đền chục con. Chú này đang lùng lợn. Ghê nhờ. Ai à, bắt đầu lòng lợn à? Ừ. Mời anh Thảo không? Có chứ. Sao mà phân giận? Mời đây đâu, mời Thành với chú Phân. Thế này chị Thành đây đâu rồi, không mời. Mời chị Máy không? Có. Cái anh Thảo này thôi. Không. Lúc đấy lại mang ra nhà anh không ăn thì chết. Không ăn thì thôi, lấy mấy nhỉ? Ăn càng còn. Đấy. Lấy muối nhỉ, để muối cho lợn. Nhưng mà khen sinh rồi, bỏ qua đi. Khen sinh rồi vẫn giận là như nào? Giận đây. Hả? Hôm nọ đánh cá giờ khen sinh rồi đây. Bỏ qua đi. Trời ơi. Anh Sô còn chưa bỏ qua. Hả? Anh Sô còn chưa bỏ qua. Ừ. Vẫn giận anh Sô. Ừ. Thế phải như nào đây thì mới bỏ qua cho anh Sô. Giận rồi, không nghe anh, không giận anh. Không giận cho, không giận. Hả? Không giận. Như nào? Đi
đi làm không dặn. Đi làm không dặn á? Là như nào? Em ở nhà cho mày giữ gìn sức khỏe chứ. À có nghĩa là anh như nào anh không điện hỏi thăm chị thì? Không. Không hỏi thăm, không dặn chị giữ gìn sức khỏe ấy thì? Không. Chị giận rồi thì? Ừ. Anh xôi đang xem video. Cả cái chú lên. Anh đang xem video á? Anh xôi, à quên. Chị gái anh xôi vào rồi, chú đi đi, tăng đi. À thế à? Có nghĩa là bây giờ nếu mà anh xô anh về, em bảo là chị gái anh xô về rồi, chị bảo là chú đi đi, chị không đi nữa, không thăm anh xô nữa. Không. Ở đây anh xô đang xem video hay nói gì với anh đi. Đấy anh đi làm anh không làm giận em giận anh rồi. Nói anh về chú Hiền bảo chị gái anh xô về rồi, chú đi đi, chị không đi. Thế thôi. Nhắn thế anh không nhắn gì nữa. Không. Nhắn nữa đấy. Không. À. Thay ngoan nữa. Ok. Hả? Nhắn gì nữa không? Không nhắn gì nữa à? Không. Ôi giời, 525. Chán đi. Bình an. Con chào các bác đi. À được. Chào ai nữa. Để đi xuống cho anh thầy. Ăn đi, không phải ngại, chán đi, ngon nhã rồi. Ôi giời ơi. Đầm mấm yên vui. Sáng trắng. Ô cái tiên nó không ăn thế nào? Tiên ăn xong rồi, cháu thôi rồi chú ạ. À, thôi rồi. Anh yếu thế. Như này nó không cho thêm mà chắc là thiếu rồi. Nước lượng mạnh phải hai nồi mới anh em nó mới đã. Một nồi nó ăn bát nó mỏi. Thòm thèm. Ăn đi. Ăn đi, tí em làm bát được. Con đi, có ai nữa đâu. Ăn đi anh em, ăn đi. Để gió. Anh muốn mưa sao? Bán đêm nay mưa mà. Báo mưa. To à, đêm nay. Nay mà tạnh thì bạn xoay rất nhiều lắm. Chưa tra gió mạnh rồi. Bắt đầu báo mưa. Mình đi. Mưa được. Cái gì? Chú ăn đi á. Con. Chú Hiền này, chú ăn đi. Lâu quá chú ăn đấy. Được, con cứ ăn đi. Cảm ơn con. Hôm qua nó thấy chị bảo là chú còn đi vào đây rồi, không chú và tôi đói nó bỏ ốm mèo, hôm nay chú Hiền không có ăn cơm à? Được. Gió mạnh đấy nhờ. Giờ mà ra ngoài là mạnh hơn quạt nhiều ấy. Cực mạnh luôn đấy. Mưa thì to. Đúng rồi, mưa mới trên là to. Thôi chán đi, chán nhanh vài mưa bão bập bùng hả? Ok, cảm ơn con ăn đi. Đấy rồi, nó bảo chú Hiền rồi, ok. Ăn đi. Con mời các bác nhé, chén mát, mưa bão bập bùng. Anh Thảo ra mưa to để mai xoay ếch. Tối à? Thôi nhá, xin chào. Mây chơi. Chào các bác nhá. Okay. Gió mạnh đấy. Bão rồi các bác ơi. Bão vào vùng rồi. Sợ quá. Chạy nhanh thôi. Cái đốt nó bọc vùng nó cháy thì thôi rồi. Cái gì tối nay chẳng mưa đảo to rồi kìa. Còn cái mưa cho mát rồi. Bà con đang trồng ngô nghê nó lên. Wow. Wow. Một chiều bên dòng sông Lam, anh gọi em cô gái lai đò. Chuyến đò chiều đưa anh sang sông, anh thầm thương cô gái lai đò. Chiều ngày anh sang thăm em, nhà em bên lỡ anh ở bên bồi. Câu đời câu chờ đôi ta thương nhau, trên dòng sông in bóng chẳng thề. Một câu vì anh trao, nửa câu vì anh thương.
củ sắn củ khoai mồ hôi chát mặn. Thương anh rồi nhớ đời nghe em. Cứ chiều về cánh cò nổi bên sông, tiếng hò gọi em cô lái đò ngày ấy. Anh nhớ cùng em trên con đê nhỏ, trên cánh đồng tôm cá còn thương nhau. Anh trở về tìm lại đó xưa. Hoạt quá các bạn ạ. Cô la lên đèn bên người anh thương anh nhớ. Ôi, Hoàng Hiền quay về rồi nhá. Hoàng Hiền kết thúc cái video này ở đây và xin hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của Hoàng Hiền. Xin chào các bác. Kính chúc các bác có thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Đó. Hôm nay tối quá.